Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của xe Forerunner 2006 đến 2009. Sản phẩm là hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Mọi người có thể nhìn này, đây chính là tổng quan của cái chiếc lốc điều hòa của hàng liên doanh nhé anh em nhé. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sơ qua. Lốc là được thiết kế bởi bắt vào với phần động cơ bởi bốn chân, hai chân trên và hai chân dưới. Đây là dạng lốc tròn. Bởi vì sao em nói như thế? Với dòng lốc Ford và dòng lốc Hyundai thì nó sẽ có hai dòng, một dòng lốc vuông, một dòng lốc tròn. Tức là thân lốc nó sẽ vuông và đây là dòng lốc tròn này. Anh em có thể nhìn này. Đây, ở đuôi lốc chúng ta có thể nhìn thấy nhé. Đây, đuôi lốc chúng ta nhìn thấy nó là tròn này. Đó. Lốc được lắp ghép với nhau bởi bốn thân. Đây, một thân đầu, một thân trên và hai thân giữa, được lắp ghép để bắt ta đầu co là hai mặt bích anh em nhé. Mặt mà một mặt bích liền nhau ra đường hạ và đường cao. Bu ly của Ranger thì luôn luôn là chạy bản một rãnh. Em không nói là Ranger đời cao nhé, em đang nói Ranger đời này thì nó sẽ chạy bản một rãnh và bu ly của nó là bản B. Đây, đây chúng ta có thể nhìn vào cái điện áp của nó ra sẽ là điện áp 12V. Thì vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu sơ qua cái anh em sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của xe Forerunner 2006 đến 2009, sản phẩm hàng liên doanh cao cấp. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp.